Ông lật đặt, ông dọn đồ rồi, ông mở rồi, ông mở rồi, ông mở rồi. Ờ, ông mở trước đây. Đó ông của cô kia đi. Được. Nào ông. Ấy cái nệm. Đi vô đây luôn đó. Khỏe không? Ừ. Sao khỏe không? Mình vẫn luôn. Ông. Vừa rồi bọn con cũng có vô thăm ông bữa mà ông ngồi ông ăn cơm trưa đó. Có anh Kiều dẫn vô thì hôm nay thì sau khi gặp ông thì về cũng có cái đấu mạnh thường quân thì có chị Lân Trinh cũng hỗ trợ một phần quà với thì Thùy gỡ thùng sữa với cùng một số mạnh thường quân gỡ cho ông ít phần quà yêu thương với con bọn của con là Tây Gơ Ca Ca cũng có tâm nguyện gỡ chiếc niệm nhưng mà hôm nay vì có công việc nhờ nên là không vô được. Nên bọn con tha mạc là gửi chiếc điện tình thương tới cho ông với có thầy chùa Phước Quang gửi cho ông một phần gỗ và đường và xì dao có chị đoàn giúp đỡ rồi luôn cảm ơn rất cảm ơn vô cùng. Dạ nghe nãy giờ anh nói ông nghe không? Không, có thăm dịch thăm dịch viên. Thăm dịch viên là chủ yếu là má quay nên được cái tiếng gì. Chủ yếu là cảm ơn. Rồi, anh em đem quà vô cho ông đi. Cho rồi. Thấy cái niệm luôn ha chứ. Không. À thăm dịch viên. Anh Kiều. Có ông dùng là có bật gỗ bị rách nè. Rồi rồi. Còn có điện à. Cái điện hả? Nó có điện rồi đó. Này chút xíu thôi chứ không có điện nhiều đâu. Như điện. Này như bếp á, nó như bếp á. Ta đưa cái đó. Đấy, trẻ cái niệm ra cho. Đây, phụ sữa vô trong nè. Ê, bà cầu kì. Dính hết được rồi ha. Mở được không? Không, cái anh bước vào đêm thì cái bọt không phải đã. Mát đang khổ, đang bị bột vô trong giường đó. Anh dễ là dọn rồi, dọn rồi. Thôi, em nói em dọn cái đồ điện. Dọn cái giường, bỏ cái nệm vô. Mấy em dọn xa chứ cái giường nó lấy quần bố ra đâu rồi. Rồi, đợi chút rồi, em mở ra đó. Lên trong lần quay với bếp đây. Bữa quay với bếp. Rồi ông có cái niệm cho. Rồi phiên anh ơi. Bữa nay là ông có cái niệm á. Làm cái ấm. Trời ông kinh vô. Giống y luôn cái nhà của chú Bàn á. Thì bệnh tâm thần ở Nghĩa Mỹ à. Y luôn có hoàn cảnh rồi. Tôi biết quyền thoại của ông. Tôi biết quyền thoại của ông á. Ông để con dọn cho. Dọn để cần lo mà sao? Dạ ông để rồi bọn con ông bởi cái niệm vô rồi bọn con ấy lại cho chấm không? Ồ. Nó để dưới bọn nè. Ông định đứng để kêu gọi cho ông ơi, ngài có con rắn bự. Đâu, tôi có lửa đây em. Không, con chuột con rắn bự lắm. Thế chuột con rắn. Chị đơn định đứng để kêu gọi cho ông đâu. Có phải đem nước. Phải đem nước gọi. Này. Không biết. Không. Ê, cái gò. Cái tiếng gò đó. Ê, ba em đừng có bắt ra ngoài chút chuyện nha. Dạ, tấm niệm cho ông nè. Lấy tay không? Không, cái kia nó. Được không? Được không? Không, 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 không
Rồi, bọn con tên cũng tấm lòng của một bọn. Rồi có tâm nguyện gửi ông chiếc niệm tình thương. Bữa nay bọn con cũng còn trao cho ông tấm niệm. Dạ. Dạ, dạ. Dạ, chúc ông sức khỏe ạ. Dạ. Cố gắng to chị thấy không ạ? Thầy cũng kể em xíu. Chị đang đứng gì kêu vợ tự nhiên cô nén nó bồng hồng. Tâm để đẻ cho ông rồi ạ. Ừ, ráng. Thiệt luôn, nó nằm trên đống củi mà. Con đang mối với chợ thì. Không không, con ráng dài lắm, nó đang bò chị thấy luôn mà. Mình sao mà chị nhầm được? Ráng ráng nó bò này anh ta. Ờ. Vô tình này vô tâm ông thì chị chỉ ra chỗ ăn cơm bếp của ông thì thấy cái con rán nên giờ anh em sợ phải lo thì dẹp con rán đuổi đi chứ không rồi lỡ ông một mình nó cán rồi đó. Chàng sao nữa thiệt luôn, nếu mà cái này ông thò tay buông hút củi là bị chết luôn á trong cái tâm. Chị đang đứng vô tài nghề, chị đang nói với Mạnh Thường Quân để kêu vợ thêm cho ông. Đang nói mấy lời tự nhiên con bé. Con khiến sao á. Con khiến sao chứ không là chị thào tay vô đống củi rồi. Thiệt. Con bị thư âm mới có tiền rồi. Nào bị thư đâu, tiền nào. Bị thư có tiền không? Tự cho rồi ông. Dặn đúng rồi. Rồi tới đây là ông có ném mớ không? Không. Đồ kiến á. Ở đây mình dọn bớt đi cho ổng chứ mình không dọn đến gì. Còn xếp mình ngấp đây cho ổng luôn. Đọt ơi. Dạ. Đọt đo xếp mình cho ông. À dạ hả? Tưởng nói xong mở xe lái cái bì thư. Kêu cầm cầm gì chị. Mừng không ông? Bì thư hả? Bì thư để ông lấy cho. Ông ơi, ông ra chỗ đây giùm con đi. Hay là mình ra cho ông bếp kia. Bếp đi. Ông bếp con sợ con ráng quá. Tâm lại đứng luôn không em? Tâm lại đứng luôn. Đây em. Dạ, dạ. Đọc ra luôn con. Dạ. À, thưa với ông thì hôm nay con đồng hành đi cùng với em Tâm với em Trung vào đây để mà câu quà thiện nguyện của quý Mạnh Thường Quân cho các em kêu gọi thì con thấy có hoàn cảnh của ông cũng khó khăn nên con xin trích 500 nghìn này là của em Phạm Hoàng Diệu. Dạ con trích của cái em Phạm Hoàng Diệu trao đến ông. Cái em đó ở Nghĩa Hành, ông không biết đâu, em đó ở Hành Trung Nghĩa Hành. Tôi có thông dịch viên. Dạ. Ông không nghe được hả? Dạ, có thông dịch viên đang dạ, có xin rồi. Của Mạnh Thường Quân họ gãi vào tham ông chứ với của thằng thiệt. Ông không nghe được. Có thông dịch viên. Đó thông dịch viên này đó. Đó. Có em đây là cái bí thư khoa chị Tinh chứ đại diện cho cái anh ở ngoài Nghĩa Hành á. Không, chị đi chị bé. Chị bé. Dạ. Chị bé chị đại diện chứ nhận cái quà này chút trâu lại cho ông. Mình gọi cháu rồi. Dạ. Dạ con ông gọi cháu mà. Bây giờ cái quà này là của tất cả các Mạnh Thường Quân anh em đó. Dạ. Đóng góp hỗ trợ. Đây. Đây là của cái chị đây chứ đại diện chứ nhận cái câu lại cho ông. Dạ. Dạ. Mà kiến không? Cảm ơn. Hồi nãy á. Được rồi, cái vị để bỏ cho đây được rồi, không cần. Ý là hồi nãy cái quà hồi nãy là của em Tâm, em Trung với mấy em kêu gọi Mạnh Thường Quân của câu lạc bộ vòng tay nhân ái Nghĩa Hành là trâu cho ông rồi, gạo mắm muối với niệm rồi là trâu cho ông rồi. Còn cái đây là cháu Phạm Hoàng Diệu nó gửi trâu thêm cho ông 500. Cảm ơn. Rồi.